xét đồ vừa cá tính, vừa năng động mà vừa sang chảnh nữa. Thế mọi người thấy không? Nhiều khi không phải là cứ mặc váy điệu đà thì mới sang chảnh. Công nhận không mọi người? Đó, xét đồ này thì rất là thể thao và vẫn rất là gọi là quý bà quý cô cho mọi người. Xét này thì full mix hai món với nhau, tức là áo là sẽ bán rồi, chân váy cũng bán rồi. Nên là Phương sẽ review với từng cái một nhá. Đầu tiên là Phương sẽ review về áo trước đi. Đây là một mẫu áo mà đang rất là hot hit tại Mega Fashion vì mặc nó rất là mát và thoải mái. Áo này chất liệu của nó là chất liệu lụa satin, một cái chất liệu mà rất là nhẹ này, thoáng này. Ngoài ra thì nhìn rất là xịn sò nữa. Áo này là áo không tay nha mọi người. Cái áo không tay mà trơn thì rất là dễ mix đồ. Có hai màu cho mọi người lựa chọn, có màu đen và có màu trắng nữa, rất là xinh. Đó, đó. Đang dáng áo khi chưa mặc lên nó sẽ như thế này nhá. Xinh không? Áo này mọi người mix với chân váy cũng được. Chân váy dài cho nên ngắn, quần jean, quần baggy đều mặc được hết. Nhưng mà trong video này thì tôi mix với một cái quần mà cũng đang cực kỳ là hot tại Mega. Một chiếc quần cũng chất liệu lụa satin và họa tiết da beo. Năm nay thì họa tiết da beo lên ngôi luôn rồi. Em quần này thì mặc lên nhá, vừa sang chảnh mà nhìn nó cũng rất là thể thao. Mọi người thấy không? Vẫn là dáng Alibaba này. Cạp thì đằng sau là cạp chun nhưng mà đằng trước thì sẽ thiết kế cạp mà ngang như thế này để không bị lộ phần chun. Nhìn thấy chun ở đằng trước thì không được sang lắm. Đây, chất liệu này, nhẹ tây này. Đó, giấu quần thì nó sẽ giấu phần Alibaba phía đằng sau. Đó, đằng sau thì sẽ là phần chun nhá. Còn đằng trước thì sẽ là vải da beo bình thường. Xe này thì cả áo và cả quần đều đầy đủ size rồi. Nên là mọi người mà thích thì nhanh tay để lại comment giúp Phương. Những cái món như thế này nó hết hàng rất là nhanh. Nên là cả nhà đừng có chần chừ gì cả nhé. Mua online thoải mái luôn. Được kiểm tra hàng không ưng có thể đổi sang món khác bằng hoặc là cao hơn giá. Thoải mái.